Hello chào bạn. Chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh Tối Đá Tivi. Thì hôm nay làm video gì biết không? Không. Mùa hè nóng thế này thì mình chỉ có đi bơi thôi. Yeah. Thôi em không đi đâu. Thôi tại sao không đi? Ở trong hồ bơi có cá mập đó. À đù. Không, hồ bơi là gì có cá mập? Có cá sấu thôi. Trong hồ bơi làm gì có cá mập, cá sấu, chỉ có tôm hùm Alaska thôi. À đù. Phan đếm về nhà em lấy cái xô cái. Đi hồ bơi mà lấy cái xô làm cái gì? Tao bắt tôm hùm về tao ăn chứ gì. Thôi, mấy chú bàn tào lao quá đi. Trong hồ bơi người ta nói là sạch, nước được khử trùng hàng ngày. Và đặc biệt không có những sinh vật lạ trong đó. Làm gì có cá mập, cá sấu rồi tôm hùm đâu đây? Anh, có con người á. Ok, có con người. Ok, bây giờ không lên thiên nữa. Bây giờ là nguyên nhóm tôi và mình sẽ bắt đầu đi qua hồ bơi Long Xuyên. Tên gì? Công viên nước sao vàng. Ok, công viên nước sao vàng, thẳng tiến. Go. Ok, hiện tại bây giờ nguyên nhóm này ở trên phà Long Xuyên. Bây giờ có đứa nào nôn không? Yeah. Đấy, đây là phà Long Xuyên, nhìn kia là bao la luôn. Bên kia là bờ Long Xuyên. Có đứa nào biết hồ bơi đâu không? Yeah. Mày ơi, nó gần hơn tôi nữa. Ok, chuẩn bị đi nha. Yeah. Mình nhảy đi bơi đi, đi quanh bển chia cho tốn tiền. Mày ngu quá à, mày nhảy xuống đây chi, bên kia mới có hồ bơi, đây cá sấu không có cắn mày chết. Ôi, bỏ cái gì rồi, sao vậy? Ok bạn ơi, công sức đi mấy chục cây số tới đây thì hồ bảo trì tới ngày 29 tháng 4. Đây, thông báo bảo trì công viên nước sao vàng. Và bây giờ sao? Ok, bây giờ đóng cửa rồi thì mình sẽ chịu khó đi thêm 24 cây số nữa để tới hồ bơi khác, hiểu không? Yeah! Ok các bạn, hiện tại mình đã tới được câu hồ bơi Hoàng Giang. Đó, ok, bây giờ vô hồ bơi thôi. Vô. Yeah, mày thấy chưa, ở đây có cá mập kìa. Ủa sao ở đây không có cá sấu? Ừ, có cá heo kìa. Ở dưới đây có tầm hồn lên cao này, mày kiếm đi. Đâu cái cống trượt anh lại con gì ta? Máng trượt. Rất là cao luôn mọi người. Cái hồ bơi này khá là rộng nha. Nhìn hấp dẫn không? Từ từ, đợi đi chứ. Sao bị cấm rồi? Đi được có hai người hả? Em đi trước ạ. Đây. Ê, đâu xuống được với trời ơi. Nó có xuống đâu? Mực quá, làm sao trượt được hả con trai? À, mới xuống. Mình sẽ chơi thi leo cái nhà này nè. Vô. Bây giờ nha, đứa nào leo trước được hưởng nha. Rồi leo lên, leo đây, Bị đá luôn, leo hết luôn. Leo lên,
Ok, bây giờ mình sẽ tổ chức một trò chơi ở đây. Ở đây hiện tại người ta đang phun nước giống như là mưa vậy bạn. Đấy, camera bị ố luôn rồi. Em thôi. Ok, nói chưa? Đi tiếp nha. Ok, rồi đi tiếp à. Rồi đây. Bây giờ ăn uống no say rồi, giờ đi tắm tiếp bạn ơi. Mình sẽ chơi một trò chơi là tam sao hát bản. Bây giờ một hàng hộp xuống. Ở trên đây sẽ có một từ khóa. Bạn kia sẽ xuống dưới nước nói dưới đó. Thì bạn ở nước lên sẽ nói lại một từ khóa đó. Đúng không? Được. Okay. Không? Okay. Bây giờ hai người chơi trước là hai người nào? Em. Rồi giờ hai đây. Thằng này. Nặng dưới này đây một cái. Rồi em xuống nước đây. Lặn xuống. Con cá. Con cá. Ừ, lặn dưới nói đó. Lặn xuống. Con cá rồi ra hạt nữa. Ok, tới ai? Em. Hai người. Em. Hai người đây rồi, hai này, ok. Ai hạt trước? Em. Hạt trước đây. À, con khỉ. Con khỉ. Rồi, hạt trước đó đó. Đó đó. Con gà. Khủng long. Rồi. Móng tay. Móng tay là sai rồi. Ok. Khủng long. Ai? Ai này không? Ai rồi? Ai học? Mày nói cái gì vậy? Học sao nữa nè. Học sao nữa? À, con cá. Con cá. Ok, đây là hai bạn khách mời nghe cho luôn. Ai học xuống. Rồi học xuống đây. Chạy ớt, học xuống đó. Chạy lưới. Có chưa? Một, hai, ba. Ơi, anh ơi. Đúng rồi.
Vậy nó nói gì? Anh giấu không? Không biết ra luôn. Hai ngày một làm người không muốn muốn làm heo. Ủa vậy? Mày thấy nước ở đâu mà mày tắm vậy? Ok, bao nhiêu là mình chơi đủ rồi. Hôm sau á, mình sẽ bắt đầu đi chơi nữa. Hồ bơi này dư quá anh ơi, lần sau nhớ dắt tụi em đi nữa nha. Sao em bơi hoài mà không thấy con tôm hùm nào Alaska gì anh? Ok, vậy thì tụi mình sẽ kết thúc clip ở đây nha. Hẹn mọi người bên tiếp theo nha, bye bye. Bye. Bây giờ hết tiền rồi sao về bay? Ngồi như này, rồi một hồi người ta cho tiền đi về. Ủa, vậy là ăn mãi hả? Chứ còn gì nữa.